Tổ kiểm tra nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội trực chốt trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Không ít những trường hợp sử dụng rượu rồi tham gia giao thông, nhưng khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý thì lại tìm lý do để trốn tránh. Như người đàn ông này liên tục không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn vì lý do đau bụng rồi bỏ xe đi về. Mời anh đứng vào đây. Tôi đang mời anh đứng vào đây. Anh chấp hành đi. Em có chống đối đâu? Không chống đối, đứng chấp hành đi. Anh đứng tại đây để kiểm tra. Anh muốn cười ấy à? Tôi mời anh đứng tại đây để kiểm tra. Không, em cũng đau bụng gì không? Anh ơi, hiện tại anh đang mời anh làm việc anh chấp hành không? Không mời nữa, không mời nữa. Người đàn ông này có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,702 mg trên 1 lít, cao gấp nhiều lần mức tối đa được quy định tại Nghị định 100. Nhiều người có tâm lý chủ quan nghĩ lực lượng chức năng bận phòng chống dịch không xử lý vi phạm. Trong quá trình mà xử lý nồng độ cồn có rất nhiều những vướng mắc và khó khăn. Ví dụ như các tổ công tác dừng xe thì nhưng mà người điều khiển xe lại không chấp hành. Và hiện tại thì có trường hợp là có người điều khiển xe lấy lý do đau bụng và bỏ xe và không thấy quay lại. Có những trường hợp thì tổ công tác dừng xe nhưng cũng vẫn cố tình lao thẳng vào tổ công tác. Trong một thời gian dài thì tôi thấy là người dân đã bắt đầu chủ quan là tham gia giao thông và sử dụng rượu bia thì cảm thấy là rất là thoải mái mà rất là nguy hiểm khi điều khiển xe. Sau một thời gian hàng quán đóng cửa để phòng chống dịch, một số hàng quán mở cửa trở lại, hoạt động nhộn nhịp. Điều đó kéo theo tình trạng nhiều người đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm Nghị định 100 và luật phòng chống tác hại rượu bia bất chấp mức xử phạt rất nặng. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cần phải xử lý thường xuyên hơn nữa để đảm bảo an toàn giao thông.